Xin chào mọi người, tôi là An Linh, tôi là Nasale quán ăn Việt Nam. Hôm nay tôi giới thiệu mọi người hai món ăn nhất định phải sự trong mùa hè năm nay. Nếu có siêu phế chỉ thường mà sơn pha với xin chip của bánh nè, nếu có hạ thì nên có sướng tay sử với tài gia. Cái lưỡng dầu sung nè, hấu xích hợp hạ thiên sực kể, giống vậy nè, thử mấy cầm tô dầu la, ca mài nè, thử ca mài có tỷ tuyệt lãm đi hương dịp, thùng mài có tỷ dù lầu xuyên xuyên mây mây, cầm hấu ám hạ thiên xin sực kể. Sơn pha với xin chim bò bẻng nghe, thì sơn pha là một cái địa phương kì. Cái này cái địa phương nghe, rất nổi tiếng cái chim bò bẻng kì. Đi đâu nghe cái chim bò bẻng cái size nghe là sẽ lớn đi. Cái bên cạnh cái bì nghe là sẽ trôi, cùng với là hoàng sắc kì. Nhập phẩm nghe là có nhiều hải sản, cùng với có chuối rụt, ngà cai, lục đậu, cộng lại nghe là chia ra, theo sau là bao lại đi, sắn cai, cùng với đi Việt Nam hương diệp, cái như nghe là giao đến là một chủng vị nghe là rất là vị kì. Nếu có những nướng cao sung, nướng dầu tôi cũng rất thích. Nhưng nếu có chọn một cái, tôi cũng phải chọn là dầu lầu xiêu kẻ chỉ. Bởi vì nó cũng rất khỏe mạnh, cũng không phải là nhiều dầu, và rất thú vị. Cho nên tôi rất thích nó. Bạn có thể chọn một cái Việt Nam thử thách.